Mặc dù chưa đến chính lễ, nhưng từ sớm các tín đồ khắp nơi trên cả nước đã cùng nhau về với vùng đất Thánh Tây Ninh, đến với đại lễ hội yến Diêu Trì Cung, không chỉ là được chiêm bái Đức Phật Mẫu, được tham quan nhiều quả phẩm đẹp mắt, đặc sắc, mà du khách về với Tây Ninh còn vì tình cảm mến khách của người dân nơi đây. Thấy năm nay thì không tốt hơn một năm đó, kỳ này thấy nó vui vẻ. Hơn mấy năm trước bị dập hoài à, nó không có được vui. Cái này là nó được vui nhiều đó. Vô bông hoa rồi cũng vậy, cũng vui. Ở đâu cũng tốt. Chứ đi vừa qua Tây Ninh vô là chỗ nào ta cũng có đáy ăn miễn phí không? Không có ai lấy tiền gì chứ. Uống nước cũng vậy, miễn phí. Ăn cũng miễn phí, gì miễn phí. À, ra ta tốt lắm. Ở đây là háo hức mới đi tới đây. Vui vẻ lắm. Mưa cũng đi luôn đó. Ở dưới cũng mưa nữa, bằng áo mưa đi luôn. Các du khách đều vui mừng khi đại lễ được tổ chức rộng rãi cho bất kỳ ai, dù có đạo hay không có đạo, đều có thể về cùng chung vui với đồng đạo Cao Đài. Các đồng đạo, các tín đồ là mọi người đều nô nức để đến đón chào cái lễ, mà để cũng như là tâm linh á, người ta đến người ta đón để người ta cầu mong cái sức khỏe cho mọi người, cho bá tánh nhân sanh. Và ở đây á, bà con các tín đồ rồi các anh chị em người ta cũng đem nước rồi các thức ăn người ta đến để ta hiến cho các khách thập phương. Ở đạo mình rất là đẹp. Sự háo hức mong chờ đến giây phút đại lễ bắt đầu được thể hiện rõ trong ánh mắt của các du khách thập phương, để được tận mắt chứng kiến những hình ảnh một năm mới có một lần trong đại lễ này, là lễ rước Đức Phật Mẫu và cửu vị tiên nương, múa lồng lần quy phụng để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhà nhà bình an, ấm no, hạnh phúc. Nói chung là mình đang háo hức chờ đợi lễ hội Diêu Yến Trì Cung của Phật Mẫu để mình khấn cầu nguyện những cái năm mà làm ăn hay là xua đuổi hay là khó khăn gì đó, thì nhờ đứng Thanh Liên ở trên hỗ trợ cho mình, Đức Chí Tôn rồi Phật Mẫu hỗ trợ cho mình. Với du khách, dù là người đã đến nhiều lần hay mới chỉ lần đầu tiên tham dự đại lễ, ai nấy đều có chung cảm xúc bồi hồi, háo hức trong chờ giây phút chính lễ, cùng nhắc nhở nhau thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo, để năm sau nữa lại đến với hội yến, được trở về với cội nguồn dân tộc.